mọi khi mình lên cho anh em những cái dòng xe mà là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng rất là nhiều rồi nha anh em nha. Như hôm nay này là mình lên cho anh em một con xe nó không có cái áo cái tuồn gì hết anh em. Xe này là không có cái gì hết nha, đó nguyên một con trần truồng vậy luôn. Anh em biết tại sao như vậy không? Cái gì người ta nói văn tục ngữ người ta nói anh em xấu che tốt khoe, tại vì con xe nó đẹp quá, tháo ra hết cho anh em coi bên trong có những cái gì nha. Con này là nó là nguyên một con H020 đầu, đã là H020 đầu là nó là đời cao bản thường xe thùng rồi, cái đâu còn gì nữa để mà mình bàn cãi anh em, tại vì xe này là xe máy zin, đầu zin mà con xe này cục máy đẹp quá, cái nước nhôm trắng quá anh em, bởi vì cái gì đẹp thì Hiếu khoe ra ngoài đã nha. Đó thì con này Hiếu đang tính là lên dự kiến của Hiếu á, là nó là cái màu đen này anh em, đen limited, là nó giống như cái con full đồ chơi bên này của Hiếu luôn đó, màu đen giống vậy. Nhưng mình đã đổi ý rồi, mình không thích con màu đen này nữa, thì bây giờ mình sẽ để trần truồng luôn, mình bỏ cửa hàng luôn, anh em vào mua sẵn tiện anh em có thể coi được hết tất cả bên trong con CZ nó như thế nào, và sẵn tiện thì anh em có thể thích màu gì, yêu cầu của anh em thích màu gì Hiếu ráp áo cho anh em màu đó nha, xanh đỏ tím vàng trắng bạc gì đó anh em thích cái màu gì Hiếu sẽ ráp áo màu đó cho anh em, để Hiếu giao tận nhà cho anh em. Còn cái vấn đề pháp lý thì đã là đi sang tên bấm số mới rồi thì anh em đổi màu sơn nó cái Hiếu hỗ trợ nha, miễn sao ra cà vẹt đổi màu sơn đúng màu áo của anh em là được, ok nha anh em nha. Con này Hiếu đang bán ở đâu bán á, là nguyên một con xe thùng máy zin đầu zin, Hiếu đang bán là 370 máy zin nha, chưa tính tiền đồ chơi anh em nha, tại đồ chơi này Hiếu mới lên, đồ chơi mới anh em không thích Hiếu gắn đồ zin vô lại, anh em thích lấy đồ zin này Hiếu sẽ lấy đồ chơi, Hiếu sẽ trả đồ chơi gắn đồ chơi vào cho anh em và thêm cộng thêm đồ zin của chiếc xe này nữa. Rồi thân ái chào tạm biệt, bây giờ Hiếu sẽ test cục máy con này gắn 4 món ăn chơi bên anh Tý 306 nó như thế nào nha anh em. We'll be right back.